Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh Riaki Vlog. Và đây sẽ là vlog cuối cùng làm ở trong cái phòng này. Ok, thì mình sắp chuyển phòng làm việc đấy, ở trong nhà từ tầng 2 đến tầng 4. Và sẽ chia tay cái phòng này. Cái phòng này sau sẽ sử dụng là một công năng khác. Đấy, ok, thì đợt Tết vừa rồi thì mình cũng không làm thêm một vlog nào. Tại vì Tết vừa rồi thì đúng cái hôm mà review con rồng trắng mắt xanh xong ấy, thì là mình bóp nó mạnh quá. Tức là cái đầu, cái chốt của cái chỗ mà kẹp điện thoại để mà quay ấy, của cái tripod nó bị gãy luôn. Đấy, tức là đúng vào hôm Tết không thể nào mua được. Thì ra Tết thì mình có thể đi mua được mà cái đồ mới để mà có thể về quay vlog làm tiếp cho anh em, review mô hình cho anh em xem. Đấy, hơi gọi là hơi xui chút. Đấy, nhưng mà thôi không sao, chuyện cũ đã qua, năm mới đã đến thì nhân dịp năm mới cũng chúc anh em sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, vui vẻ bên gia đình người thân. Ok, thì sau hôm nay này, sau sau tối hôm nay thì mình sẽ chuyển qua phòng khác làm việc, và cái vlog tiếp theo thì chúng ta sẽ quay ở cái phòng làm việc mới của mình đấy, và chúng ta sẽ có những cái không gian nó khác so với cái chúng ta ngồi. Nên là các bạn hãy tận hưởng nốt đi. Ok, hôm nay có lẽ các bạn xem title thì cũng đã biết rồi, hôm nay chúng ta sẽ review một con mới của Haya Toys, đó là con Scandival. Đấy, con Scandival, con thuộc cái dòng Skullcrawler ở trong phim Kong, Kong Skull Island. Đấy, và con này thì là một con mà không biết sao bên SS Monster Art chưa làm. Đấy, tôi cũng đang thắc mắc không hiểu ra, không biết là bao giờ bên SSM họ mới làm những con quái còn lại của dòng MonsterVerse. Ví dụ như là con họ họ chỉ làm mỗi Kong với Godzilla ở King Ghidorah này, nhưng mà cái dòng MonsterVerse họ đang khá là ít làm. Ví dụ như là tôi đang rất chờ những cái con như ở con Muto ở phần 1 đấy, kẻ thù Godzilla ở phần 1 năm 2014. Rồi thì con Scannival này thì bên Nexus Monster Art vẫn chưa thấy ra đấy, nhưng mà bên Haya Toys thì họ đã đi rất nhanh. Thì cũng có nhiều những cuộc tranh cãi ở trên mạng xem là hiện tại thì Haya Toys đáng chơi hơn hay là SSM đáng chơi hơn, nhưng mà thực ra với một collector thì tôi không lựa chọn. Đấy, đàn ông trưởng thành không lựa chọn, tôi chọn hết. Đấy, chúng ta có thể sưu tập cả hai loại mà. Ví dụ tôi thấy là kể cả sưu tập hai loại bày trên một khung hình, bày trên một cái giá nó vẫn cứ là đẹp, thì mình mua hết thôi. Đấy, nhưng tất nhiên là nó phải tùy vào điều kiện kinh tế. Và ok, thì con này thì khá rẻ, con này khá rẻ, và chúng ta sẽ cùng nhau xem là con Scandival đến từ Haya Toys nó sẽ có gì đặc biệt nhá. Mình rất thích cái con thằn lằn này. Đấy, trông trông nó ngầu ngầu gì ấy, trông nó ngầu dã man ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau mở hộp con này nha. Ok, và trên tay mình lúc này đang là hộp Kong Skull Island. Đấy, và đây là con action figure Scandival. Đây, đó là con chùm của bọn Skullcrawler ấy, cái loài thằn lằn đầu lâu. Đấy, con này rất là hay và nhiều người rất là thích cái con sinh vật này. Con này nó có mỗi hai chân thôi. Đấy, hai chân, hai chi, một cái đuôi dài. Con này nó như kiểu vừa là một con rắn, vừa là một con thằn lằn, và con này ở trong phim nó gọi là bọn thằn lằn đầu sọ, thằn lằn xương sọ. Thì cái con này các bạn nhớ là cái chỗ này nó không phải mắt của nó nhá. Nhiều người nghĩ đây là cái mắt, nhưng thật ra mắt nó ở đây cơ. Đấy, nhiều người xem phim xong nghĩ mắt ở đây. Và con này nó hình thành một cái, con này theo cái sinh vật, theo cái sinh học ở trong MonsterVerse thì nó hình thành một cái sọ cứng ở đây, và nó là kẻ tử thù của các cái loài sinh vật ở trên đảo đầu lâu. Đấy, con này còn thằn lằn đầu lâu. Đấy, tôi cũng chả biết gọi thằn lằn đầu lâu hay thằn lằn xương sọ nữa. Thì cái cách đóng hộp của bên Haya Toys ở cái phiên bản này cũng khá là đơn giản, nó cũng không có gì đặc biệt cho lắm. Mà bên này kiểu đúng kiểu tiết kiệm làm chi phí hộp ấy. Đấy, nên là cái hộp của họ cũng chẳng in cái gì nó quá đẹp cả. In mỗi hình con thằn lằn, xong rồi in thông tin đấy đến từ Haya Toys nọ kia thôi. Nhưng mà phải nói là đợt này thì Haya Toys họ đang làm rất tốt với cái việc là các cái mô hình bán rất chạy. Đấy, và trong đó thì con mô hình này mới ra. Mặc dù vậy thì cái tốc độ sản xuất và tốc độ giao của bên Haya Toys cũng không phải là nhanh lắm. Cái con Scandival này thì cũng đã công bố mô hình một khoảng thời gian rồi, nhưng mà nó mất khá nhiều thời gian mới có thể giao đến được cho khách hàng. Cơ bản thì tôi nghĩ là có lẽ là cái số lượng đặt hàng của cái dòng Haya Toys này nó khá lớn, thế nên là bên này họ cũng phải mất thời gian để họ trung chuyển. Bởi vì tất nhiên là cái dây chuyền và cái gọi là trung chuyển họ thì cũng sẽ chưa thể được như phía Bandai. Nằm ngược ở trong hộp à? Và cái hộp còn nguyên siêu nhá. Thế các bạn nhìn này, con này nó nằm ngược cái hướng của cái hộp đây. Hay lại nằm ngược cái hướng cái hộp ạ.
khá là buồn cười. Không biết là cái hộp này đã từng bị mở ra chưa, nhưng mà theo tôi xem thì cái vết là chưa, nhưng tôi không hiểu sao họ lại để con này nó ngược với cái hộp bình thường thì đấy, nó phải nằm như thế này chứ. Nào, ok, con này rất đơn giản đấy, nó cũng không có gì, chả có phụ kiện gì. Thật ra thì với cái giá mà hơn 1 triệu thì cũng chả thể nào mà đòi một con mô hình mà nó có phụ kiện được đấy, miễn là nó không bị lỗi gì. Chính là cái con King Ghidorah của Hayatoys hôm trước mà tôi mua ấy, hóa ra là nó lại bị lỗi ở phần đuôi. Sau khi mà tôi lắp xong hết rồi tôi mới phát hiện ra là phần đuôi ở đó thì có một cái màu nó bị sơn lỗi đấy. Nhưng mà thôi, dù sao cái giá nó cũng khá rẻ nên là mình cũng chả truy cứu về cái vụ đấy. Thường thì tôi cũng là một người khá dễ tính ở khi mà chơi mô hình, thế ra nếu mà bị lỗi nhỏ quá thì tôi sẽ không đòi đổi lại nữa. Ok, chúng ta sẽ có Skullcrawler đến từ Hayatoys. Con này thì nó trông khá là đẹp, trông khá là đẹp. Nhìn qua thì thấy màu sơn trông khá ổn. Mình sẽ để nó qua một bên, mình sẽ để cái vỉ nhựa qua một bên. Ok, check đầu tiên chúng ta thấy là về body thì nó sẽ có một cái đuôi dài, và đằng sau cái đuôi nó sẽ có một số những cái ngạnh. Cái đuôi của con này ấy, thì nó sẽ làm bằng bên trong nó sẽ là một cái xương sống bằng kẽm gai và bằng nhôm, bằng kẽm. Bằng nhôm, bằng nói chung là bằng dây kẽm. Chúng ta sẽ check cái phần đuôi sau. Còn thế là chúng ta sẽ check phần đầu thì cái mắt của nó ở đây. Nhưng con này tôi nhìn thấy nó có bị sơn lỗi rồi này. Đấy, một đã lại có một tí sơn lỗi nằm ở chỗ này. Tôi sẽ focus nét ở đây cho anh em nhìn thấy là con này của tôi nó bị sơn lỗi một chút. Tức là cái phần màu vàng ở đây nó bị sơn một cái màu vàng vàng thì nó bị dính ở đây. Đấy, nhưng mà tất nhiên như tôi đã nói rồi, tôi là một người khá dễ tính, cũng không sao. Con này thì cái mắt của nó làm không được sắc sảo cho lắm. Đấy, đây cũng là một cái vấn đề của bên Hayatoys mà thật ra tôi không thích lắm. Thật ra cái mắt người ta thường nói mắt nó là cửa sổ tâm hồn, nhưng mà mấy con Hayatoys kể cả con Godzilla 2014, con Godzilla 2019 của họ, con Equisite Basic ấy, hay là con King Ghidorah của họ thì ok hơn. Đấy, nhưng mà con này thì thực sự là cái mắt của nó trông nó không được tinh tế cho lắm. Nếu mà đối với Esas Monsterrat thì các cái mắt của các cái con trong dòng monster lúc nào họ làm trông rất là tinh tế, trông rất là thật. Còn con này thì thực sự là cái mắt của nó các bạn sẽ nhìn thấy là nó hơi bị giả một chút. Đấy, nhưng mà thôi không sao. Thế tôi đã nói rồi. Con này nó sẽ có một cái cơ chế rất hay, đấy là khi mà chúng ta mở một cái hàm ra thì cái miệng nó sẽ tự động há rộng ra. Đây là một cái thiết kế tốt đến từ bên Hayatoys, tức là nó là một cái cơ chế nó giống như là nó ở bên trong nó có một cái hàm bên trong của nó có một cái miếng nhựa, và cái miếng nhựa này nó đàn hồi. Đấy, cái miếng nhựa này nó khá là dẻo và nó có tính đàn hồi, tức là khi mà mình gập vào thì tự cái sọ của con này nó sẽ đóng lại. Và khi mà mình há mồm ra ấy, thì tự sọ nó sẽ mở ra. Đấy, rất là hay. Tức là mình chỉ cần điều chỉnh này thôi. Đây cũng là một cái rất là hay và nó giúp cho cái sọ của con này, cái phần đầu của con này lúc nào nó sẽ nằm ở trong một tỷ lệ chuẩn. Tức là nó sẽ tránh cái chuyện mà cái hàm nó bị chật ra khỏi cái con mô hình. Có một con gần đây của bên Hayatoys, cái hàm nó cứ bị nhảy ra ngoài, đấy chính là con King Ghidorah. Con đấy tôi mất rất nhiều thời gian để tôi lắp lại về cái hàm. Đấy, và con này thì nó không bị như thế bởi vì họ đã chuẩn bị sẵn đây này. Cái phần cơ miệng này nó sẽ có hai cái giải ở phía này. Thật ra bên trong nó là một cái tấm, nó là một tấm chung. Đấy, kéo dài từ cái phần lưỡi. Lưỡi con này khá là mềm nhá. Con lưỡi này tôi rất là thích. Tôi thích những cái con của Monster Art hay là con của Hayatoys mà làm cái lưỡi mềm như này. Cảm giác cái lưỡi mềm như này thì khi mà chúng ta chạm vào nó sẽ mang lại cảm giác giống như là một con quái vật thật hơn. Đấy, và cái thiết kế miệng con này khá là hay. Đấy, tôi đánh giá cao cái thiết kế miệng này. Khi mà chúng ta há ra thì tự nó sẽ, tôi chỉ cần điều chỉnh một hàm thôi. Đấy, tôi kéo nó xuống thì tự nó sẽ há miệng ra. Và nó sẽ luôn giữ cái khuôn miệng của con này nằm trong một cái tỷ lệ an toàn. Đấy, để nó tránh bị hàm bị sộc sạch sang hai bên. Rất là hay. Đấy, đây là một cái mà tôi nghĩ là ổn. Về khớp cổ con này thì thấy cũng được. Đấy, với khớp cổ này thấy cũng được, nhưng mà nó cũng sẽ không xoay được quá nhiều. Con này nó sẽ không dướn được lên quá nhiều đâu nhá. Con này nó sẽ không dướn lên, nó không cúi đầu được quá nhiều. Thì đây là một cái hạn chế của Hayatoys. Hayatoys đây thì có hình như là mấy con Godzilla và không mới ở họ thì họ có cải thiện về mặt cổ. Nhưng mình nghĩ là con này nó là một con bò sát. Con này nó là một loài bò sát. Thì cái loài bò sát nó sẽ cần phải có một cái cổ, nó sẽ cần có nhiều khớp cổ hơn. Ở đây mình cảm giác ở đây đang hơi ít khớp cổ, nó chỉ có đúng 2 khớp thôi và nó không thể cúi xuống quá sâu được, nó không thể ngửa lên quá rộng và không thể cúi xuống quá sâu. Thì mình nghĩ là cái việc hạn chế về cái cổ này của con Skunk Devil này có lẽ nó là một cái điểm trừ đối với con mô hình này. Mình nghĩ là nếu như nó đã là một con thật lằn
nó đã là một loài thằn lằn, và cái loài thằn lằn này là một loài thằn lằn rất uyển chuyển, rất là dẻo dai, thì lẽ ra là nó nên nhiều khớp cổ hơn. Mình nghĩ nếu nó có 4 khớp cổ thì nó sẽ có thể dướn lên một cái góc nó cao hơn, hoặc nó sẽ cắm đầu một số góc nó sâu hơn đấy, nhưng mà thực ra thì con này nó sẽ không thể làm như thế được. Ok, cái khớp bả vai này thì được làm một khớp ngang đấy, một cái khớp tròn ngang, thì cái khớp này sẽ giúp cho Skullcrawler có thể giãn cái phần có thể dang rộng cái tay này ra hơn đấy, và cái khớp này được làm một khớp dọc. Cái khớp này thì nó sẽ bị hạn chế một chút, tại vì là cái khuỷu tay của Skullcrawler thì sẽ có mình một cái gai lớn đấy, thế là cái này nó sẽ bị cản trở một chút. Bàn tay sẽ không có khớp, đây cũng sẽ là một điểm trừ, nhưng mà tất nhiên là cũng sẽ không thể đòi hỏi quá nhiều một con mô hình mà nó thuộc cái phân khúc giá rẻ được. Nhưng mà mình nghĩ là Skullcrawler này nên có con này nó nên có khớp bàn tay và các khớp ngón tay, tại vì thực ra con này cái khớp bàn tay và khớp ngón tay của nó khá lớn ấy. Thế nên là nếu như mà nó có khớp bàn tay hay khớp ngón tay thì cái việc tạo hình con này nó sẽ đẹp và nó sẽ chuẩn chỉnh hơn. Đấy, còn cái khớp bàn tay và khớp ngón tay này để cố định này nó sẽ bị cứng. Tôi hy vọng là sau này thì bên này họ sẽ có thể làm con này nó có khớp bàn tay, tại vì mình rất thích những cái tình huống mà nó sẽ bám, tức là ví dụ như là tay tôi là một cái vách đá nhá, thì mình muốn là tạo một cái hình mà nó đang bò lên vách đá ấy, thì những cái móng này của nó phải khập xuống dưới, móng nó phải bám chắc vào theo cái kiểu gọi là claw ấy, nó kiểu bám chắc vào. Nhưng mà cái kiểu mà tay xòe ra như này thì rất là khó để mà chúng ta có thể tạo những cái hình mà nó quá ấn tượng với con Skullcrawler này. Ok, phía bên tay này cũng tương tự như vậy thôi. Trước khi mà điều chỉnh thì chúng ta nên hạ xuống. Nói chung là con này nó có thể đứng hoàn toàn, nó có thể đứng thoải mái ở trên bàn được, vì nó có bị ảnh hưởng gì về cái dáng đâu, kiểu gì nó cũng sẽ nằm ở trên bàn. Đấy, ok, thì đó là phần về tay, về hai cái chi trước của nó. Ngay chi trước của nó mình nghĩ là nó sẽ khuỳnh khuỳnh như thế này. Con này nó sẽ khuỳnh khuỳnh như thế này, tại vì nó crawler và nó là kẻ trườn bò mà, Skullcrawler, thì nó sẽ có một cái thế trườn bò nó như thế này thì nó sẽ khá là đẹp. Nói chung là về cơ bản này con này nó tạo hình khá sát với phim. Ở trên này nó có một hàng xương sống, nhưng mà phần ngực của nó thì không có quá nhiều khớp. Ở cái thân của nó thì cũng sẽ không có quá linh hoạt đâu. Thân của nó thì cũng sẽ có mức độ linh hoạt nó trung bình thôi. Đây, người ta nhìn thấy phần thân này linh hoạt trung bình, nó cũng không có quá nhiều khớp ở đây. Thì về cơ bản thì con này nó cũng sẽ không tạo được quá nhiều dáng. Nói chung không tạo được quá nhiều dáng đối với cả cái nhân vật này. Cơ bản là vì thực ra con này trong phim nó cũng làm gì có nhiều dáng lắm đâu, nó cũng chỉ trườn với bò thôi mà. Và ok, tiếp theo là cái đuôi thì chính là cái phần điểm nhấn, tâm điểm. Thì cái đuôi con này ấy, nó sẽ ở bên trong nó sẽ có một cái khớp kẽm. Đây, nó sẽ như thế này. Đấy, chúng ta có thể bẻ cái đuôi đi được. Cái đuôi nó sẽ được đúc bằng một chất liệu nhựa khác so với phần nhựa cứng ở trên, nó sẽ đúc vào một cái chất liệu nhựa mềm hơn và cho phép chúng ta có thể bẻ uốn được. Ở bên trong này nó sẽ có một cái xương làm bằng kẽm. Bên trong xương này nó sẽ là một sợi dây kẽm, và cái đuôi này nó sẽ được gọi là đi theo. Nhưng mà đây các bạn sẽ nhìn thấy cái vấn đề của dây kẽm nó như thế này. Thật ra ấy, khi mà con này nó được phát hành ấy, tôi đã mong rằng là Skullcrawler đuôi sẽ làm giống như đuôi của những con ở Monster Rush, tức là đuôi sẽ có vô số các khớp, tức là có một lượng khớp rất nhiều. Thì khi mà đuôi có một lượng khớp nhiều, chúng ta có thể bẻ cái đuôi theo một cái thế mà nó dễ dàng hơn. Còn đối với cái đuôi mà theo dạng khớp kẽm này thì cái đầu tiên về mặt visual, tức là về mặt hình ảnh ấy, thì chúng ta có một cái đuôi đẹp trông nó mượt. Đấy, một cái đuôi đẹp cho nó mượt. Nhưng mà cái việc bẻ nó sẽ không thuận lợi cho lắm. Và tôi cũng khá ngại với cái đuôi này. Nó sẽ làm cho cái nhựa này nó sẽ bị xuống cấp sau một khoảng thời gian chơi. Mà tất nhiên là con này thì nó cũng là con giá rẻ mà. Thế nên là đấy, tại sao tôi có phải nhấn đi nhấn lại với câu chuyện giá rẻ đối với cả Skullcrawler hay là những cái con ở Hayatoys? Tại vì là có hỏng chơi, có bị hỏng mua con khác được, không tiếc. Đấy, chứ còn ví dụ như mấy con vài triệu đến từ Essas Monster Art mà nó hỏng thì thôi. Ok, về đuôi thì con này chúng ta, thực ra cái đuôi kẽm này tôi không thích lắm, vì nó nhìn thì cái về mặt tạo hình thì trông nó đẹp, nhưng mà thực tế là nó rất khó tạo hình vì nó rất cứng và nó rất kém uyển chuyển so với đuôi khớp. Thực ra là tôi vẫn thích đuôi khớp hơn. Và đôi khi ấy, có những cái thế mà các bạn muốn tạo cái đuôi cho con Skullcrawler này ấy, thì cái dây kẽm nó cũng không đáp ứng được cho bạn về cái mức độ uyển chuyển của con này. Và con này thì có lẽ là nếu như mà chơi thì có lẽ là chúng ta sẽ
chúng ta sẽ phải cần máy sấy một chút để cho cái nhựa nó mềm ra, để chúng ta bẻ cái đuôi nó sẽ dễ dàng hơn. Nói chung cái đuôi này nó không dễ để chúng ta tạo hình cho lắm. Và thực ra khi mà tôi bẻ đuôi tôi cũng có cảm giác sợ. Sau một thời gian ấy mà chúng ta bẻ đuôi như này này thì những cái chỗ mà chúng ta kéo giãn ra như này, những chỗ ở phía mặt đường cong này ấy, thì một thời gian nhựa nó sẽ thoái hóa đi thì nó sẽ bị có những cái vết nứt đấy, còn cái chỗ mà co lại này nó cũng sẽ bị như vậy đấy, nhất là trong cái điều kiện mà thời tiết của Việt Nam nó nắng ẩm, nó lúc thì nó quá nóng, lúc nó quá lạnh. Nói chung là cái đuôi của con này, cái nhựa nó sau một khoảng thời gian chơi tôi nghĩ là nó sẽ bị thoái hóa dần đi đấy, mà thôi kệ thôi, và chơi sướng là được, quan trọng gì. Và chơi sướng là được. Ok, thì đấy, con này nó cũng là một con rất đơn giản, nó không có gì nhiều để cho chúng ta nói cả. Một tạo hình sát với là phim, một cái sọ của con này làm tốt. Đấy, cái đầu, phần đầu con này làm tốt, phần này làm rất là tốt. Nhưng cái mắt thì nó chưa được ok cho lắm. Cái cổ thì hơi thiếu khớp một chút. Và cái đuôi thì nó hơi khó để cho chúng ta có thể chơi một cách thoải mái được. Đấy, nói chung là đuôi này thì nói sao ta, tôi không chê cái đuôi này tệ, nhưng mà cái đuôi này nó cũng không phải quá hoàn hảo để mà cho chúng ta có thể tạo nhiều dáng được. Ok, và phần tay này cũng hơi củ chuối này. Ok, thì tựu chung lại mình đánh giá đây là một, đây vẫn là một con mô hình đáng mua, tại vì đã làm gì có hãng nào ngoại trừ Playmate, và mới có Playmate thì làm con này thôi, nhưng Playmate thì nó là theo kiểu đồ chơi cho trẻ em đấy, thì cũng đã có hãng nào làm con này đâu, thế nên là cũng chưa so sánh được. Còn bao giờ mà Asus Mozart làm con Skunk Devil này thì lúc đấy chúng ta mới so sánh được nhá. Đấy, còn tạm thời thì có con này chơi là vui rồi, tôi rất thích con này. Và lúc mà xem phim không, thực sự đây là một trong những con mà trong phim thì tôi ấn tượng bậc nhất luôn. Đấy, ngầu vãi trưởng, nhìn nó ngầu mà kiểu nó có một cái độ hung ác. Đấy, nó có một độ hung ác. Và may mắn là cái mô hình này nó cũng thể hiện ở phần nào cái mức độ hung ác của con Skunk Devil này. Ok, thì đó là phần review của mình đối với con Skunk Devil đến từ bộ phim Đảo Đầu Lâu. Skunk không đảo đầu lâu. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn có một năm mới an khang thịnh vượng và có một ngày làm việc vui vẻ nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những cái video review mô hình lần sau. Bye bye.